Ôi. Đó, ekip của tụi em nè, thấy chưa? Xuân Hiếu Makeup đang cầm những chiếc áo bà ba dễ thương của em bước vào. Em đứng như bông dừa. Tóc dài. Trong gió. Ủa sao bữa nay trong đẹp dữ vậy trời? Nhờ ông Hiếu Makeup mà đẹp dữ vậy đó. À, trời ơi, rồi tôi xấu, thấy không? Không, rõ ràng thôi. Rõ ràng là tôi xấu, rõ ràng. Ở phía sau là một nhân vật mà mọi người chưa bao giờ gặp. Ê, nó nghe nè, em có thấy cái giọng hát của anh giống chú Vũ Linh. Giống, giống 100%. Bà nội. Ủa ai vậy, ai phía sau vậy ta? Đó, cái người này mọi người ít gặp lắm nè. Ít khi gặp mà, ít khi gặp chung với Hồng Phượng lắm, ít khi gặp lắm. Bữa nay mới gặp nè. Đó. Không, ủa, anh đang like hả? Ừ. Hello tất cả mọi người, trời ơi, chào 36 người trên trang Facebook của Đông Dương nha. Đọc cho mọi người biết là đang có ba mấy người. Vậy là nhiều rồi đó, mà bữa anh like có 3-4 người hả? Thì đó, bởi vậy. Ừ. Đó, Đông Dương nha mọi người, Đông Dương á, Đông Dương. Ôi cái nhìn của lần đầu tiên, dậu xin quăng nghi dách hầu. Đó. Rộm chấp riêng mi đi cầm tăng lại tai bên này riệt rầy. Sắp tới sẽ có một bài hot nữa, Đông Dương mới viết xong. Bài gì? Mùa cưới xa xa đám cưới nhà ai nghe vui tai hát ca đêm ngày. Sập sinh câu hát đưa tình hai đứa chung mình như lứa gần rơm. Năm nay tháng tốt ngày hơn thai phiên nhau cứ xin linh đình. Tầm này ai sống một mình đủ nợ đủ tình. Ta cưới liền ta. Cưới luôn. Tháng 9 sẽ quay bài mùa cưới nha. Ok, Đông Dương tài trợ Hồng Phượng 50 triệu. Trời ơi, Đông Dương.